Dạ, chào chào chú ạ. Ừ. Chú đến tìm ai ạ? Tao đến tìm Hương Gia. Hương Gia có nhà không? Chú đợi cháu chút ạ, cháu gọi cho ạ. Nhanh lên. Thằng con còn tí nữa thì thằng kêu còn ta đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, Vương Gia đang thiền mua mấy tôi có chuyện gì? Có người đang muốn gặp Vương Gia ở ngoài phòng khách. Ui, thì mày cứ mà ra bảo người ta đợi người ý có... mày điếc à, bảo người ta đợi người ý. Con mời chú uống nước ạ. Con mời chú uống nước ạ. Nơi thanh tịnh không được xem 18 cộng. Danh con, ai bảo mày là tao đang xem 18 cộng? Tao đang xem hoa hậu thi áo tắm hiểu không? Ừ, vào vô vật. Con thấy mấy anh vệ sĩ nhá, cũng hay xem trộm, bị lão già bắt được thường mắng như vậy nhá. Mà con nhìn cái ánh mắt của mấy anh vệ sĩ đấy nhá, dầm dầm giống hệt cái ánh mắt của chú hồi nãy, nên là con đoán vậy thôi. Ăn mới chả nói, nhận xét lung tung. Thằng danh con tí từ đầu mà lập luận logic cho phết thì chắc hẳn Vương Gia về độ tài năng khỏi cần phải bàn rồi. Thảo nào anh cả để cho tao đến để thương lượng với lão. Vương Gia đâu? Vương Gia nhà con đang ngồi thiền, chú ngồi đợi một chút ạ. Thiền? Thôi rồi, đến nhà ngoài kia chơi đi. Chỗ này cho bọn ta làm việc. Đi đi. Mua bim bim. Ý gì đây? Chú phải đưa điện thoại coi cho con. Sao? Nơi thanh tịnh không được xem 18 cộng. Ừ thì tao không xem 18 cộng nữa. Tao xem bóng đá được không? Chú ơi, Vương Gia nhà con dặn rồi, nếu mà không phải người thân quen ý, thì chả nên tin lời bố con thằng nào cả. Chú cứ đưa điện thoại đây cho con. Bố thằng dành con. Đây cầm lấy. Này, ta cấm không được xem 18 cộng đấy nhá. Chú yên tâm, con chỉ chơi xếp hình thôi. Này, dừng lại đi. Mày vào mời Vương Gia ra đây. Bọn tao không thể chờ thêm một phút nào được nữa đâu. Chú không chờ được nữa thì chú đi về đi. Ai bắt chú chờ đâu. Dạ, thưa Vương Gia, có người muốn gặp Vương Gia đợi từ sáng ngoài phòng khách ạ. Ta quy y ở ẩn đã lâu, người biết nơi ta ở chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến đây tìm ta chắc hẳn không phải chuyện bình thường đâu. Đưa điện thoại đây. Ba cái tuổi danh suốt ngày chú ý vào điện thoại, rồi sau này mày cũng chả làm nên cái thể thống gì đâu.
Dùng điện thoại mà xem 18 cộng thì cũng không phải hẳn người tử tế rồi. Cứ thằng Thành Chín. Dạ vâng dạ. Không được hỗn với người lớn. Xin lỗi ông, tôi đã để ông đợi lâu. À, dạ không sao, mới có từ sáng đến giờ. À, tuy hơi lâu một chút. Ông đến tìm tôi có việc gì? Thưa vương gia, tôi là người của anh cả. Anh cả cử tôi đến đây mời vương gia hợp tác phi vụ 2018. Ta đã giải nghệ lâu rồi, ta không muốn dính dáng thêm người trong giang hồ nữa. Nhưng thưa vương gia, phi vụ này quan trọng lắm, 4 năm mới có một lần. Vòng loại bắt đầu rồi, tôi nghĩ ông nên xuống núi. Ông biết rồi đấy, cuộc sống của ta đang an nhiên, ta không muốn xuống núi rồi lại phải vào khám như xưa. Nhưng anh cả nói phi vụ này nhất định vương gia phải tham gia. Ông về nói với anh cả, đừng làm phiền ta nữa. Kẻ vương gia. Hôm trước anh hơi nóng, nhưng em yên tâm đi, sau vụ này anh sẽ mua xe cho. Anh nói thật đấy nhá. Thật chứ. Sao rồi anh cả? Có lẽ lão ta đi tu thật. Cái gì? Đi tu thật à? Lão này thật cao ngạo, không chịu lệ thuộc vào ai cả. Được, cao nhân thì sẽ có cao nhân trị. Nghe đây, quả là cao siêu. Lão ta đã ngồi thiền rồi, vậy mà anh cả lại đút cái đinh vào đít lão. Thì kể cả sư phụ lão sống dậy cũng bái phục. Dạ, thưa vương gia, chuyện vương gia từ chối anh cả, liệu có ổn không ạ? Có gì mà không ổn. Dạ, vương gia không biết, thế lực của anh cả bây giờ rất mạnh, vòi bạch tuộc của ông ta vươn ra cả ba miền. Trong tay ông ta có cả đỏ bà thèn. Cái đấy thì ta biết. Anh cả bây giờ là một trong những người có uy tín nhất trong giới giang hồ. Ông ta có nhiều tiền cho nên mua được cả quyền. Ông ta phạm pháp nhưng thừa tiền để mua chuộc pháp luật.
Chính vì điều ý, con nghĩ vương gia nên suy nghĩ lại việc này. Từ xưa đến nay, người theo ta lâu rồi, người cũng thừa biết chưa khi nào ta để ai điều khiển cuộc cờ đời của mình. Thiếu tướng, dạ vương gia có đi lại không ạ? Ván cờ cũng như cuộc đời, nếu như càng bình tĩnh thì càng có nhiều nước đi sáng suốt. Nếu như nóng vội, nhẹ thì mất tốt mất xe, mà nặng thì sẽ tàn cuộc cờ vị chiếu tướng. Dạ thưa vương gia, cô Thiên Kim gọi ạ. Chắc là lại xin tiền đây. Alo, ba đây. Xin chào vương gia. Lâu nay xa rời đồng đội để tu tâm, chắc là vương gia đắc đạo rồi nhỉ? Ông muốn gì nói luôn đi, đừng văn vở nữa. Không có gì cả, tôi chỉ muốn mời vương gia mấy ly rượu rồi bàn việc làm ăn thôi. Thế còn con gái tôi? Ông yên tâm, chỉ cần ông nhận lời thì con gái của ông không sao cả. Được, ông hãy nhắn địa chỉ cho tôi. Nhớ là đừng động vào con gái tôi đấy. Đấy, giá như mà ông nhận lời ngay từ đầu thì đỡ phức tạp hơn không? Thưa vương gia, cô Thiên Kim... Đúng như người nói, lão anh cả vây ta rồi. Con nói rồi, thế lực của anh cả giờ rất mạnh. Ông ta giờ không kinh nể một ai đâu. Hay là ta làm nốt phi vụ này, được không ông? Tại sao đến giờ này mà thằng Hoàng Anh vẫn chưa đưa được lão tới? Anh cả, em thấy lão vương gia đấy còn vị gì nữa đâu mà anh mời hắn ta vào phủ này. Mày biết cái gì? Còn non và xanh lắm còn. Có phải mày nghi ngờ con mắt nhìn người của anh cả cũng không? Đúng không? Dạ không, nhưng em đã thấy lão ta đã ở nhiều năm nay, sao có thể bằng tuổi trẻ tài cao bây giờ, quá nhiều mưu mô. Nếu như ta chưa gặp lão, ta cũng có suy nghĩ như mày. Trong phi vụ này, phải nói con mắt nhìn người của anh cả thật là sâu xa. Ta nói cho mày biết, đến như thằng danh con nhà lão, ăn nói vẫn lưu loát, mưu mô xảo quyệt, chắc chắn lão, tuy thân lão ở nơi núi rừng, nhưng tâm trí nắm trọn bốn phương, mưu mô xảo quyệt, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Ta phải nói với mày thế nào nhỉ? Đây thế này, dường như trong lòng mình có gì, muốn cái gì lão đều nắm được hết. Mày cứ tạm hiểu như vậy. Mày nói đúng, ngoài việc lão lắm mưu điều kế thì lão còn rất nhiều hòng vẹn. Nhờ lão ấy mà ta mới đánh lạc hướng được bản cơ. Mấy trận giao quân vừa rồi không ổn, cho nên tao mới cần lão ấy. Anh cả thì là sáng suốt,
Kế này gọi là kế mượn dao giết người. Là bởi vì tao không tin là lão có thể buông bỏ nhanh như vậy mà lại đi tu được. Anh ạ, chuyện này không khó. Lát nữa lão đến, em sẽ có thuốc thử. Chào vương gia, lâu lắm không gặp. Hôm nay nhìn thấy vương gia có tướng người tu lắm. Mời vương gia. Tôi thấy vượng khí của ông không được như xưa. Ông cố gắng tu để mà giữ hồng phúc cho sau này. Đa tạ vương gia đã có lời nhắc nhở. Con gái tôi đâu? Vương gia cứ yên tâm đi. Vương gia lo xong việc cho chúng tôi. Tôi sẽ đưa tiểu thư về cho vương gia, đảm bảo nguyên vẹn, không động đến chân tơ kẽ tóc của tiểu thư. Ông nói thì phải thực hiện đúng như thế đấy. Ta không nói chuyện nữa. Nào, xin mời mọi người. Dạ, xin mời vương gia. Vương gia, mời vương gia. Vương gia đang đi tu cho nên là các cái đồ hải sản, thịt cá là không ăn được, ăn vào á là nó động đến chân tu. Dạ. Cho nên là vương gia ăn rau thôi. Dạ. Còn bao nhiêu thịt cá hải sản vương gia cứ để anh em chúng tôi gánh cho. Vâng, để... bao nhiêu tội lỗi là chúng tôi gánh cho hết hả? Để chúng tôi gánh cho. Mời vương gia. Cảm ơn anh cả. Hay lắm, hay lắm. Thế là vương gia vẫn ăn thịt, vẫn ăn mặn. Thế thì đi tu cái gì hả? Tâm cho nó là mặn thì nó là mặn. Mặn. Mà tâm cho nó là chay thì nó là chay. Chay. Vương gia. Hay. Rồi. Rất hay. Vương gia. Thì ta cho nó là mặn đi. Đồ mặn. Mời. Tôi cảm ơn. Kính. Hai em phục vụ vương gia. Kỳ vương gia, sao thế? Này không hợp với tôi, nhường hết cho anh cả đấy. Hiểu rồi, vương gia ăn chay. Còn chúng mày, có ăn chay không? Không, bọn em ăn mặn. Bọn em ăn đi. Em xin. Vương gia, tôi sẽ đưa cho vương gia 20 triệu đô. Vương gia sẽ cho nó đẻ ra bao nhiêu? 20 lần. Thế nhưng mà sẽ có hàng trăm nghìn gia đình tan nát. Tôi không quan tâm đến con số hàng trăm. Tôi chỉ thích con số 20 thôi.
Chị Yến! Này, thế tối tối chọn đội nào? Nga Xuân. Nga ngu lắm. Này, nghe hỏi này, nước Nga có rộng không? Rộng. Nhiều người không? Nhiều người thì liên quan như con Nguyên đúng không? Lấy thịt đè người chết tươi rút lắm. Ơi nhỉ. Khôn phết này. Khôn thế mẹ. Thông minh, thông minh. Chuyện đùa. Thế còn mày chọn đội nào? Tao cứ thống nhất là ngược lại với Nga đi. Ngược lại à? Mày là đối thủ. Mày chính là đối thủ của tao. Có dám chơi không? Chơi thì chơi, sao dám thì... cá không? Cá. Chơi nhá. Chơi. Bao nhiêu? Bao nhiêu tùy tâm. 10 chai. Sợ rồi gì? 10 chai. 10 chai. À, uống thuốc sâu mà mày liều thế. Này, vòng 1-8 rồi nhá. Không dám chơi à? Phọt phẹt thế. Riêng anh chưa bao giờ học qua chữ sợ nhá. Thế có dám chơi không nào? Chơi, chơi thì chơi. Định bao nhiêu? Bao nhiêu thì vừa miếng. Riêng anh không chơi thôi. Chơi không cái loại số 10 vớ vẩn. 7 à? 5. Thống nhất nhá. Nghe kỹ này. 11 chai. Hả? Tiểu Việt ơi, mới kiếm được quả gì đấy? Bí mật, bí mật. Bí mật? Có cửa vay tiền để chơi thoải mái luôn. Có cửa vay tiền rồi à? Có lựa không? Thích lựa không? À, thôi được rồi, tao chơi mày. Chơi. Thống nhất là 11. 11. Tao liều mình chơi mãi luôn. Bắt tay nhá, không tay. Chơi luôn đấy. Này. À, nhưng mà thế này, bây giờ mày cá nhiều hơn. Cá nhiều, 11. 11 nhá, mày nhận 11 nhá. Sáng mai ra giao tiền luôn, chơi luôn nhá. Chơi. Ông cá nhiều hơn tôi. Cá nhiều hơn là tiền trước đi. Tao phải có việc tí. Bố thằng bẩn. Mẹ mình đã ki bo kẹt xỉa rồi nó tẩm hơn mình. Thằng em đấy à? Dạ. Lại hết tiền rồi chứ gì. Mày đã nợ hơn 300 rồi. Hôm nay muốn lấy thêm 100 nữa. Mày có cái gì? Dạ, em có cái này ạ. Ồ. À, lại đây em. Lại đây. À. Ồ. Căng quá. Căng đấy. Sao anh? À, căng thật. Không được anh. Hơi đột ngột. À, anh chịu lên được. Chờ anh gọi điện thoại nhé. Là anh ạ. Vâng, em đây. Sao? Em có thằng đàn em, nó là khách hàng quen. Ừ. Nó nợ hơi nhiều rồi. Hôm nay nó muốn lấy thêm 100. Đã. Đã, nó có con người yêu để đạt ạ. Hàng thế nào, có mịn không? Vòng 1 thế nào? Dạ, ngon ạ. Vòng 3. Ổn lắm ạ. Cái gì? Mày kiểm tra rồi sao? Dạ không có. Nó đang đứng cách em 3 mét. Ừ. Em được dám. Thôi được rồi. Đưa nó đến đây. Dạ vâng ạ. Để em sẽ bàn với nó. Vâng, em sẽ nói rõ. Ok. Vâng, chào anh. Ngon quá. Ngon. À, hàng ngon như thế này, anh cả đồng ý. Nhưng anh cả nói, hàng ngon như thế này sẽ có rủi ro, cho nên lãi suất hơi cao một chút. Mà đồng ý chứ? Em đồng ý. Đúng yêu mày chứ?
Dạ đúng ạ. Nếu mày dám qua mặt tao với anh ta, liệu hồn. Em đâu dạ. Mày có gan đấy chắc. Hoàng quá. Cố gắng ở đây nhá, vì anh trận này đi nhá. Anh lấy em ra làm trò đùa. Em yên tâm đi, anh thắng trận tối nay nhá, anh đón xe Bùi Trần đến đón em. Anh sẽ đưa em đi này shopping này, anh đưa em đi Dubai, Sydney nhá, vì anh đi. Anh nhớ đến đón em sớm nhá, anh đến muộn là em thành cái cống thoát nước đập thủy điện. Anh yên tâm đi, vì anh đi. Vương gia, dạo này tôi lười vận động, cho nên là cứ phải dùng cái món vitamin xoa bóp này để thư giãn gân cốt một tí. Này, hiệu quả lắm rồi Vương gia. Em phục vụ Vương gia. Xin lỗi, tôi bị dị ứng với vitamin xoa bóp. Không sao. Thôi được rồi, các em Vương gia, tối nay là trận Thụy Điển. Không biết là kế hoạch của Vương gia triển khai đến đâu rồi? Anh cả yên tâm, mọi chuyện tôi đã sắp xếp đâu ra đấy. Anh không phải quá lo lắng như thế đâu. Thú thật là từ khi có Vương gia, tôi rất yên tâm. Vương gia, tối nay tôi muốn mời Vương gia lên thiên đường sung sướng. Chúng ta vừa xem bóng đá, vừa hưởng sung sướng, được chứ? Xin lỗi, tôi ăn chay trường. Chay thì cũng phải có lúc mặn chứ, cứ chay mãi mà chết à. Thôi được rồi, không sao, tôi chiều Vương gia. Bây giờ anh có thể cho tôi gặp con gái được chứ? Ồ, được chứ. Nào, xin mời Vương gia. Bảo với chúng nó cần bao nhiêu cũng có, ưu tiên thằng nào có sổ đỏ đặt, phần trăm của chị vẫn như cũ. Ra thấy không, tiểu thư vẫn ăn no ngủ kỹ, có vẻ thích thú ở đây hơn ở nhà đấy. Thiên Kim. Ô, ba đi bao giờ đây? Sao bây giờ ba mới đến? Nhưng mà ba đừng đón con về nhá. Con gái có vẻ thích thú khi ở đây nhỉ? Người ta có làm gì con không? Không. À có. Suốt ngày bắt con ăn KFC chứ là uống sữa. Đó, Vương gia thấy không? Ở đây tiểu thư cần cái gì là chúng tôi đáp ứng cái đó. Thôi, vậy là Vương gia yên tâm nhé. Bây giờ Vương gia hãy lo công việc của mình đi. Sau trận chung kết, hai cha con sẽ về với nhau. Mời Vương gia.
tôi về nhá. Cầm nhớ đúng kỳ nhá, đừng để con bố em đến tìm biết chưa? Vâng ạ. Về đi. À, chưa có mặt buồn buồn lại em vay tiền gì? Không phải vay, đến để thêm. Thêm à? Hỏi đại ca. Đại ca! Đại ca! Em chào đại ca. Đại ca, thua quá cho xuất chèn thêm tí nữa. Thua. Tiếp này. Lãi mẹ đẻ lãi con nhiều lắm rồi, tao còn chưa đến tìm mày. Hôm nay mày là vác cái mặt đấy, mày giết tao đi. Đại ca, đại ca cứ đùa, giết ai với đại ca làm sao em dám. Đại ca thì chỉ biết chỗ cho tao làm việc. Vâng. Quên, chưa biến được đại ca. Thương em, yêu tiền em, cho em theo, vay thêm ít nữa em gỡ. Sổ đỏ của mày, cầm đã vượt mức tiền quá lắm rồi. Mày đừng có nói với tao là hôm nay mày lại mang cái quần đùi đến để thế chứ. Không. Rồi, em vẫn còn thứ để cầm đại ca. Còn cái gì? Đất. Ôi trời ơi, nhà em ối đất đấy. Đất? Còn nhiều lắm. Đại ca biết không, đất bây giờ đang sốt nhá. Mà chỗ em mà đền bù nhá, một lét một vét, thế mà mấy xào thì mấy tỷ, đại ca. Theo như tao biết, mày chỉ còn có đất mà cổ mày thôi. Có phải đâu đất của mày mà mày cắm? Không, nhưng mà mà tổ nhà em, nhưng mà đại ca không biết, em là trưởng họ nhá. Quyền sinh quyền sát trong tay em nhá. Một tay em quyết hết nhá. Thích một cái nhà em di rời mặt bằng, mà tổ em cho bay hết, họ phải đền bù cho em. Mà lúc ấy đền bù đất nó đắt lên, có khi mấy lét một mét lên tôi ối tiền. Được, tao tạm tin. Vâng. Mà mày nói có lý lắm. Vâng, đất nó đắt lên đấy. Ừ, nên ra ký đi. Dạ, đại ca yên tâm, em hứa đại ca nhé. Đại ca, hai trăm triệu nhá. Buồn chưa? Không, 100 ít quá, chẳng may thua còn có cửa gỡ chứ, em toàn thua. Không ký thì biến. Vâng, 100. Mà mày biết tính tao rồi đấy. Nếu lệch sống, tao cho di rời cả mày ra đoàn tổ với mã tổ của mày luôn. Vâng, em biết ạ. Ra vào cái toán. Vâng, em chào đại ca. Vào đi. Anh cả. Sao? Vòng trước nó làm của mình mấy tỷ, sang đến vòng này 8 trận rồi. Mỗi lần bọn em gọi điện thoại đến, trong điện thoại nó đều khất. Khất con mẹ. Ê, không được đối xử với khách hàng như thế. Thế nhưng mà khách hàng là thượng đế, đối xử với thượng đế như thế à? Ngu lắm. Suốt ngày rúc đầu vào 18 cộng, mụ mị hết cả, không còn biết phân biệt trời cao đất rộng là gì cả. Anh cả, chuyện đấy là chuyện khác. Mày có biết cậu này là ai không? Con nợ của bọn em. Nó là cậu ấm, còn một quan chức của thành phố đấy. Nâng người ta dậy. Đứng lên. Đứng. Bỏ cái chòi đi. Ngồi đi em. Cứ ngồi xuống. Ăn trái cây đi.
cứ tự nhiên. Sao? Nợ bao nhiêu? Báo cáo anh, nợ xấu khó đòi, 10 tỷ. 10 tỷ. Còn cái gì để thế chấp không? Dạ, dạ, dạ em có bố với em ạ. Bố mày? Bố mày để bọn tao lấy nội tạng ra bán à? Thằng chó chết. Ok. Báo cáo anh. Đây, toàn bộ giấy tờ, kể cả của công ty nó thế chấp cho bọn em. Mày muốn xử thế nào thì xử. Đấy. 10 tỷ, chưa đến 100 tỷ thì đối với bố cậu cũng không là cái gì cả, đúng không? Ký vào đấy. Ký. Cũng phải để cho người ta gỡ chứ nhé. Tình hình thế nào rồi chú? Mày căng quá. Cố gắng để giúp chú. Giúp thì cháu mấy nó gắt lắm, đại ca gắt lắm rồi. Mà chú biết không, đêm hôm qua thím gọi điện cho cháu, chửi cháu không ra một cái gì cả. Ui giời, thím mày. Kệ thím mày. Thím mày còn trẻ, tao cũng màng cắm nốt. Cố gắng giúp chú. Này, giúp chú đi. Mày biết không, cái sổ đỏ mấy xào ruộng đi hết rồi, không còn gì. Bây giờ mà không, mày mà không giúp chú thì không gỡ được nhá. Cố gắng giúp chú đi. Chú có tiền cháu. Chú biết là tiền của công ty, sổ sách hàng ngày ra vào, lộ ra cái thì chết cháu luôn. Giúp chú quá nhiều rồi. Yên tâm, 30 chưa phải là Tết, chưa vào bán kết, không phải lo. Cứ giúp chú rồi tao sẽ có quà cho mày. Cố gắng đi, chỗ chú cháu với nhau. Thôi được rồi, cháu giúp chú lướt một lần này rồi nhá. Để chú ký vào đây. Sao? Tình hình thu trận hôm qua thế nào rồi? Tốt lắm. Từ giờ đến trận bán kết, chúng mày phải giải hết 20 triệu đô cho tao. Làm tốt, sau trận chung kết, tao sẽ cho tất cả chúng mày đi Dubai. Này, chúng mày yên tâm, cứ làm nốt mấy trận này đi. Tao sẽ nửa lời nói với anh cả cho chúng mày sang Dubai thử một trận. Bét tên là nhè. Dubai là gì anh? Dubai á? Chúng mày chưa đi bao giờ à? Chưa. Dubai nó là một nơi ăn chơi bậc nhất trên thế giới. Nó tựa như Đồ Sơn ấy. Này, nó có gái không anh? Mày ngu thế, chưa đi Đồ Sơn bao giờ? Tao mới chỉ đến Quân Lâm thôi. Tựa như thế đấy. À mà này, hàng của Mịn mà hàng của anh cả đâu? Mày dám so với hàng của anh cả à? Bố mày gọi cho anh cả này. Thôi, là đủ đấy, nó còn hơn rất nhiều. Nhưng mà mỗi người được mấy con hả anh ơi? Cho mày mỗi đứa 9-10 con. Thì ăn bục mồm nhé. Này, nghe tôi đã thấy tê hết cả người nhá. Ảnh nhưng mà tao sợ Vương Gia không cho đâu. Bởi vì Vương Gia em ăn chay, mà em lại còn tuổi vị thanh niên nữa. Mày cứ làm tốt việc của mày đi. Đúng rồi, chúng mày cứ làm nốt tốt việc của mỗi đứa đi. Tao sẽ thượng lời nói với anh cả, sẽ cho chúng mày đi. Anh phải giúp bọn em vụ này đấy nhá. Ok. Ok luôn. Thế nhá. Alo. Alo.
tình hình thế nào rồi? Dạ, đúng như vương gia dự đoán đấy. Tốt. Nhớ từ giờ đến chung kết theo dõi thật sát. Vâng ạ. Có gì báo cáo ông nghe chưa? Dạ. Liên lạc với ông bằng điện thoại, hạn chế nhắn tin thôi. Dạ, dạ. Thế nhá. Anh cả. Gì đấy? Anh ngồi dậy, em có chuyện muốn nói. Thì mày cứ nói đi. Anh cả, công ty mình bây giờ làm ăn đang rất tốt, mà anh suốt ngày như thế này thì em nghĩ đèn lắm. Đèn cái đầu mày. Không có cái món này làm sao đầu óc tao sáng suốt để chỉ đạo được? Thì chỗ người nhà em mới nhắc. Cái đáng lo thì không lo, toàn lo cái việc đồ đồ. Thế anh cả đang lăn tăn điều gì? Lão vương gia đang cầm của ta 6 trận mà đã thấy hồi lại gì đâu. Anh lại lo xa quá rồi. Em nói thật nhé, vấn đề lúc này đang rất nhạy cảm, chưa thể chuyển khoản ngay được. Nếu không cẩn thận, bọn cớm nó úp sọt ngay. Nhưng mà số tiền lão cầm của ta quá lớn, ta không thể nào yên tâm được. Em thách lão dám ăn ở hai lòng đi. Lão ta bây giờ ngồi cùng thuyền với anh em mình rồi. Thuyền chìm, em đố lão nổi lên được. Và lại mình đang nắm đằng chuôi mà anh. Nghe chửi nhiều óc bắt đầu có nếp nhăn rồi đấy hả? Mày uống thuốc sổ hay sao nghe tiếng này quen nhỉ? Mang TV đi đâu? Đứng đây! Rồi, gặp con béo này xong rồi. Kinh nghiệm mấy chục năm gặp con béo này quay về đốt vía. Để vào đây. Rồi. Này, bắt được quả tang tại trận nhá. Cãi không hả? Định mang TV đi đâu? Đi ấy. Đi ấy là đi đâu? Hả? Đi ấy, TV. TV làm sao phải đi ấy? TV nó ấy thì mình đi ấy. Bỏ cái thằng ra nhá, không thể nào mà chịu được rồi nhá. Khổ quá, khai thật thế này. Chưa à? Làm sao mà chữa? Vừa đêm qua là ông vẫn xem đá bóng hô ầm ầm. Sáng nay tôi còn mở hoạt hình tôi xem. TV làm sao mà phải sửa hả? Hỏng thì chữa nói làm gì. Bây giờ chưa hỏng thì mình phải mang chữa trước. Nhớ mấy hôm nữa bóng đá nó tự nhiên hỏng hay sao? Thôi để tôi đi chú. Bỏ cái tay ra nhá. Ông không phải văn vở nhá. Không phải văn vở, ông sợ trông cái mặt kìa. Cái mặt kìa, trời ơi này. Tôi nói cho cái mặt ông biết nhá. Đã xác định nói dối thì đừng có chớp mắt nhá. Mà đã chớp mắt thì đừng có nói dối, hiểu chưa? Dối đâu, dối mồm điêu mắt gian đâu mày ăn cắp. Định qua mặt tôi mang TV đi cầm cố cá độ bóng đá đúng không? Cãi không? Hả? Đến nước này tôi không sợ bà nữa. Bà dám bảo tôi ăn cắp à? Tôi khai thật thế này. Chẳng qua tôi không phải tôi ăn cắp, mà tôi chỉ mang đi cầm thôi. Cầm để làm gì? Gỡ. Này, tôi chẳng qua nói thật mà, tôi cũng có âm mưu của tôi nhá. Tôi muốn gia đình nhà mình, hai vợ chồng mình vươn lên làm giàu không khó này, bằng chúng bằng bạn này. Đại khái là chơi để gỡ. Hôm nay tôi kết nổ đĩa trận này. Mang cái TV này đi nhá.
thắng nhá, 100 cái TV luôn. Cho bà xếp 4 chỗ một cái bà xem thoải mái nhá. Ok không? Ok. Nhiều lời vả gãy răng bây giờ lại đổ tại mồm nhá. Cứ leo lẻo ấy. Hôm thề luôn này, hôm qua kết đây. Hôm qua kết trận đấy này. Tôi định cầm cái nồi cơm điện rồi, có phải hôm qua tôi mà liều nhá. Thành có 10 cái nồi cơm điện rồi không? Cho bà tha hồ thổi cơm không? Thôi thôi, nhớ tôi sinh ra không phải là để thổi cơm mà cần đến 100 cái nồi cơm điện nhá. Tôi không hán của Phù Vân, không hiểu chưa? Mở mắt ra mà nhìn thế này, đầu làng cuối tổng thế này, bao nhiêu đứa, bao nhiêu thằng ấy, nó giống cái lỗ mặt ông ấy ngu, nhớ nó đâm đầu vào cá độ bóng đá nhá. Đứa thì bỏ làng đi biệt tích, đứa thì tan cửa nát nhà cái kia. Ông thích bắt chước, ông thích giống chúng nó à mà định bê đồ của tôi đi, hả? Hả? Sần thế, nói khẽ thôi bọn nó nghe thấy. Chẳng qua nhá, bọn nó ngu xuẩn thì mới thua. Tôi chơi á, làm gì có cửa thua. Bọn nó ngu nên là nó mới thua. Bọn ông chơi không có cửa thua. Thế từ đầu giải đến giờ đã vác được cái gì về nhà cho tôi chưa? Hả? Hả? Chưa. À. Chẳng qua là tôi chưa thích vác thôi nhá. Này, mấy trận vừa rồi tôi thả đấy. Thả săn sắt bắt cá rô, cho nó ăn các trận nhỏ thì nó tưởng mình không biết gì về bóng đá chưa? Xong tôi dình một trận quan trọng, tôi đập một phát, may mà thắng nhá, 10 cái tivi cho bà luôn. À, chưa? 10 cái tivi à? 10 màn TV hình à? Thẳng luôn. À, thế 300 à? Mình luôn. À thế à? Thế định là mang 10 cái tivi về, 100 cái tivi về, hay là định là xác định là vợ chồng ra ngoài đồng như là ở cái lều vịt hả? Không, tôi chơi tôi có niềm tin kết thằng này cửa trên mạnh lắm. Nhiều lời cửa trên mạnh à? Cửa trên mạnh với cửa dưới yếu à? Hả? Ngu. Tóm lại không nói nhiều nhá, không trình bày vớ vẩn. Ra ruộng gặt nhanh khẩn trương. Điên, con dở, 45 độ này bắt người ra gặt. Thế muốn tôi ốm thì chết à? Chết tối ngủ với ai? Không nhiều lời nhớ, tóm lại là có gặt không? Gặt hả? Tát bố đau thế làm sao mà gặt được? À tát đau không gặt được à? Không gặt thì gánh, được chưa? Không gặt lúa thì gánh lúa cho tôi. Gánh răng lung lay gánh nào được, gánh nó lại đau. Đau định đình công đúng không? Định không làm đúng không? Định lý sự đúng không? Sao? Hả? Bây giờ sao? Hả? Thích gì? Hả? Cho, ông cho, thích gì? Không, thích gì? Tôi không thích ông gì. Ông định gì? Cho tôi. Có đi gặt không? Cho tôi ngủ tí, tôi lấy sức đêm cá độ bóng đá. À, quên. Đứng lại ra đây ngủ. Xem tối đêm tôi xem bóng đá không cá. Từ nay giờ đi nhá, không có ai tên là xem tivi nhá, tôi cấm tuyệt đối, không có xem xét gì hết, không có cá độ gì hết, hiểu chưa? Tóm lại bây giờ ra ruộng gặt. Rồi, không cá độ, xin thề không cá độ nữa, cho bố ngủ tí. Cho ngủ tí xem có không mơ ngủ. Mơ không, nhớ các cụ báo cho con đê con lồ chiều tôi gõ. Đô này, lê này, này lô đề này, gỡ. Không bóng đá thì lô đề à, chứng nào tật đấy đúng không hả? Vẫn giữ cái bệnh cũ đúng không hả? Thì thua bóng đá phải gỡ lô đề chứ. Trong bụng ông ấy tôi để mấy chục đôi guốc ở trong đấy nhá. Ông dình tôi đi ra khỏi nhà để ông bê cái tivi đi đúng không? Ông định ở nhà ông đình công ông làm cái trò đấy đúng không hả? Tóm lại là có đi gặt không? Có đi gặt không? Có đi gặt không? Đi thì đi, véo tai bố này là cứ để người ta tự nhiên người ta đi là sao? Thế bây giờ ra gặt thì tôi chỉ ngồi thôi nhá. Ngồi trên bờ cho đếm sao thoải mái nhá, hoặc là đếm gốc dạ tôi cắt. Ông không phải làm gì hết, miễn là ra ruộng. Ra ruộng tôi xem bà tắm ở ruộng nhá. Vẫn cái chứng nào thật đấy. Cẩn thận đấy. Rồi. Ra nhanh, cắt tivi ông kia. Không cắt đâu, cứ để đấy, tôi đi theo bà luôn. Alo. Chào Vương gia. Vương gia khỏe chứ? Dạ, cảm ơn anh cả, tôi vẫn khỏe. À, Vương gia chuẩn bị cho tất cả giấy tờ sổ sách. Tí nữa sẽ có đàn em của tôi đến lấy. Hả? Hiện giờ tôi đang ở bên Nga. Có gì tôi sẽ điều khiển bọn đệ tử ở nhà. Bọn chúng sẽ sắp xếp, anh cả chỉ việc đến lấy thôi. Ok. Cảm ơn anh cả nhiều. Chúc anh sức khỏe. Em ơi nếu mộng không thành thì sao? Con chim nhà thằng nào mất dạy tuẹt phát vào mặt mình. Ô. Điểm. Có khi hôm nay lộc đấy. Lộc gỡ lại được những cái trận. Này. Ông Hiệp ơi, ông có thấy cái đám giấy tờ khu nhà mình với cả khu mà tổ ấy? Tôi để trong tủ tôi khóa cẩn thận rồi mà bây giờ không thấy, ông có để đâu không? Non cao biển rộng. Này! Còn hát được nữa à? Gì? Ông có thấy cái tập giấy tờ sổ đất khu đất này với cả đất mà tổ tôi để trong tủ tôi khóa cẩn thận rồi, ông có để ở đâu không? À, đi gửi rồi. Gửi. Gửi ở đâu? Cho thân quen biết. Chỗ nào? Hàng cầm đồ. À! Cái
tình rồi, chồng tôi mang giấy tờ đất mà tổ đi cắm đi cốp. Trời ơi là trời ơi, ôi ba con hàng nước rồi, nhà tôi sập bán thiên đến đời rồi. Trời ơi. Thôi mẹ bố con béo, mày có tin tao chém mày một phát mày chết tươi không? Muốn thả má không? Muốn cười ra nước mắt không? Hả? Mày gào lên thế mà quá là về bêu tao với hàng xóm à? Mày ra kia mà bêu kìa. Chém đi, chém chết tôi đi. Tôi chết còn còn dướng hơn là sống nhục nhã như thế này. Sống với một cái thằng chồng mà mang giấy tờ đất cát của nhà cửa rồi đúng của má tổ đi cầm à, nhục nhã lắm, tôi chết thì còn hơn rồi. Chết đi, lăn ra mà chết đi. Ôi, chồng ơi là chồng ơi. Phẩn đấy, à, tin. Mẹ bố con béo ngu. Tao cắm sổ đỏ nhà tao nhưng tao cắm sổ đỏ nhà mày à? Mày xem kìa, họ còn mang đất của mọi người đi cầm mấy chục năm có sao đâu. Tao cắm nhà tao kệ tao, tao thua tao phải gỡ chứ kệ tao. Ôi, cái loại chồng của ta, cái loại chồng của ta gì? Tôi lấy anh cho nó nặng cái đống quần tôi ra. Nhục nhã. Con này láo nhỉ. Tao gầy này mà mày kêu là tao nặng đống quần mày à? Thế quá là xúc phạm danh dự của tao à? Thôi không xong rồi, cho con này xong, con này hôm nay xong rồi. Tao nhìn con béo này lâu lắm rồi nhá. Hôm nay nhá, lành làm gáo vỡ làm môi lôi thôi làm gì nhá, tao đập mày phát chết luôn. Mày đập đi, mày đập đi, mày đập đi. Tao mày đập đi. Tao đập đi, mày cái gì? Hả? Tao không còn chơi dao nữa. Mày có dám chơi tai bò tao không? Khô máu mày luôn, mày dám không? Khô đi. Tao mày vật nhau dám không? Tao sợ gì, tao không chơi với mày, tao không chịu đựng được rồi nhá. Vật nhau. Mày cho khốn nạn nhá. Tao. Mày thích gì? Hả? Tao mày ra đây. Chờ tao. Chờ cái gì? Chờ tao. Sao không phải chờ? Làm sao mà phải chờ? Hả? Làm sao mà phải chờ? Chờ tao. Làm sao mà phải chờ? Chết mày xuống đây luôn. Hả? Tao bật nhau. Tao bật nhau mày luôn. Hả? Mày hả? Chẳng phải chết luôn. Sao phải chờ? Xin tao. Chờ. Thua. Thua. Thích gì? Thua. Hả? Qua sổ sách đau hết cả đầu. Xe cộ xếp chất hết cả cửa hàng. Hôm qua công ty mình là ăn đậm lắm ấy. Ăn đậm. Alo đại ca. Mày điều động tất cả các anh em, không cho con nợ nào thoát. Vâng. Trước khi nó nhảy cầu hoặc leo lên cột điện thì phải để lại số điện thoại của người yêu hoặc người thân thì mới cho nó nhảy, mới cho nó leo, rõ chưa? Vâng. Cái gì? Đại ca bảo đi lấy tiền ở mấy chỗ ấy, mày lại ra canh mà nó nhảy cầu. Lại còn thế nữa. Ờ. Nhà Việt ơi! Việt ơi! Nhà Việt! Các chú tìm ai đấy? Tìm Hiệp Việt. Tìm Hiệp Việt nhà tôi à? Có việc gì thế? Nó nợ tiền chúng tôi. Hiệp nợ tiền các chú à? Đúng rồi. Ôi giời, khổ quá thảo nào. Đi đâu mấy ngày hôm nay gọi điện tra thêm nghe máy. Thậm chí nhiều lúc còn tắt máy ấy. Chán lắm. Thế nên các chú đi tìm à? Ôi, thế thì bây giờ như thế này nhá. Các chú nhân tiện tìm. Nếu như mà khi nào thấy qua để báo với chị tiếng nhá. Gọi cha liên lạc cái gì cả, chán lắm cơ. Thôi chị đi nấu cơm đây, tối rồi. Okay. Chết mẹ rồi, gặp đúng loại cồn. Đúng loại dở rồi, thế mẹ thế này về chết với anh cả. Giờ xét mình sao mặt thâm tím thế này? Tớ ngã điều ngã xe chết. Ngã xe phải xước này, chắc là vì vợ táng cho vì cái tội cá độ bóng đá thua đúng không? Nhận đi cho tiến bộ. Ngã xe anh ngã suốt rồi phải xước này nhá. Đây là giá mà được cái trận đêm qua thì mẹ có đánh 10 lần như thế này cũng được, đằng này lại không được mới đâu. Ôi, chung kết đến nơi rồi, lấy cái gì ra mà gỡ bây giờ? Nghĩ cách gì trả thù ấy, không lẽ thua? Hay gặp ai? Ôm nhau nhỉ, tưởng BD, trẻ con nhìn nó cười chết. Nghĩ ra cách gì trả thù chứ, gỡ lại những gì mình đã mất chứ. 20 trận phải một trận được chứ.
nghĩ cách xem nhà còn cái gì không bê. Còn cái gì đâu, trong nhà chả có cái gì mà cầm cố được. À này, nhưng mà có cái răng vàng của con vợ. Bẻ luôn. Cầm được hai trận đấy, bẻ luôn. Con lại bố. Bẻ. Bố có biết là tôi mãi mới thoát thân được không? Hả? Chưa kịp làm gì mà nó đánh cho tơi bời khói lửa thế này mà lại còn đòi bẻ được răng của nó nữa à? Cùng cảnh. Con vợ của mày tởm phết, ngang vợ tao. Tao vừa bị chạy trận này xít chết, may mà té được. Cũng thế à? Nhưng mà bây giờ anh em mình nghĩ cách gì trả thù chứ. Không lẽ là bao nhiêu trận xem thua rồi bây giờ lại chẳng xem xuông à? Xem sách à? Cá độ chứ trả thù cơ. Có cách rồi. Cách gì? Vạch. Trộm chó. Đi hùng dũng lên, mẹ đi ăn cắt chó mà lần sau móng lên, mạnh dạn lên. Tao. Sao? Tao đang đi dừng lại. Tự nhiên nghĩ lại rồi. Này, hả? Bây giờ trước khi vào ăn trộm chó. Ờ. Thống nhất nhá. Thống nhất đi. Riêng tao. Sao? Không ăn cắp chó cái, chỉ ăn cắp chó đực thôi. Cái thằng này lằng nhằng. Đồng ý thì chơi, không có đồng ý đực thôi. Đực thì cái thì cũng thế, chó nào mà chả là chó. Không, căn tao chỉ ăn cắp được chó đực thôi. Làm sao? Mỗi lần ăn cắp phải chẳng may con chó cái, tao liên tưởng đến vợ tao. Thôi, không được, chỉ đực thì... Thế đực. Mày ví vợ mày giống chó cái gì? Đại loại thế, con vợ tao tanh sợ vợ quá rồi. Đấy, vợ tao ghê lắm. Ui giời, chó nào mà chả là chó. Mà bây giờ không ăn cắp chó thì mày bảo lấy cái gì ra? Mẹ bọn Hùng Kính mới hôm nay nó lùa suốt đấy. Thì tao mày lùa như mày khác gì nhau. Thế còn bây giờ chỉ có chó thôi. Thế bây giờ bao nhiêu một cân? Ngu. 10 lạng 1 kg, 1 cân là 10 lạng. Mày xuẩn ấy, tao hỏi bao tiền một cân? Thì hỏi cho nó rõ ra. 1 cân á. Thấy ngoài chợ ông nọ nó bán 100 đấy. Điên. Sao? Ăn cắp cả con chó được mấy chục cân, mấy triệu chả bỏ. Chả mấy triệu chả tốt quá à? Hả? Chèo tao ấy. Thì sao? Phải nghĩ ra ăn cắp cái gì nhiều tiền vào, lương thiện tử tế tí. Chứ ăn cắp con chó ấy, mày xem bao nhiêu vụ đấy. Ăn cắp toàn dân, đánh chết đấy. Đánh, đấm, đá. Thôi, nghĩ cách khác đi. Ngoài chó ra thì còn cái gì bây giờ? Hay là tao mày tìm chỗ đi bán thận đấy. Bán thận chơi gỡ. Bán thận à? Ừ. Euro ta làm quả rồi. Còn có một quả thôi. Quá bẩn, sao không cho tao chung một nửa? Nói đến là đậu. Mà bây giờ nghĩ cách gì chứ bây giờ. Cái gì? Chó ấy, từ đầu ăn cúp đến giờ bố mày mất hai cái rồi nhá. Mẹ Tây Ban Nha này, bố Tây Ban Nha này, bồ đạo nhà giết tao rồi, mày giết cả nhà tao rồi. Anh ơi, đêm nay trận chung kết rồi, anh có nhớ anh Hứa mua cho em cái gì không? Nhớ rồi, một con siêu xe mui trần đúng không? Lamborghini anh nhá. Ok. Còn em. Em à? Dạ. Một căn biệt thự liền kề, được chưa? Ôi anh tuyệt quá. Còn em thì sao? Còn em à? Ở lại với anh, muốn gì cũng có ha. Anh Hứa nhá. Muốn. Anh ạ. Sao? Xong rồi hả? Dạ. Các em. Sao? Nặng quá. Anh ạ. Toàn bộ giấy tờ sổ đỏ, giấy tờ chuyển nhượng đất đai, chuyển nhượng công ty, giấy bán thân,
số điện thoại của người thân yêu của các con nợ đều nằm trong đấy cả anh ạ. Thảo nào nặng thế. Em cũng tính hàng trăm triệu đô đấy. Xem nào. 100 triệu đô của ta. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Cái gì thế này? Tiền của ta đâu? Giấy tờ của ta đâu? Trời ơi, toàn kinh dịch rồi. Chẳng lẽ anh ơi? Sao? Thằng đồ đất, mày không kiểm tra à? Anh ơi, lão Vương ra trở cờ với chúng ta rồi. Chó này, chân to. Đưa con tiền kim lên đây, nhanh. Vâng. Anh ơi, sao?